Hôm nay mình sẽ đến thăm nhà của Harry Potter. Thực tế thì đây là nhà của gia đình Dursley. Mở cửa! Mở cửa đi! Tại sao đóng cửa lại? Sợ cái gì? Những học viên khác trong trường cũng đến thăm nhà của Harry rất là đông. Trên tường thì treo rất là nhiều trang liên quan đến Harry Potter. Từ lúc Harry còn bé cho đến lúc cậu ấy lớn lên. Hay là những cảnh phim đặc sắc về nhà Dursley. Học viên rất là đông nên phải xếp hàng. Đây là cầu thang dẫn lên tầng trên này. Ở trên đấy thì có phòng ngủ của Harry. Và đây là căn phòng ngủ huyền thoại dưới gầm cầu thang của Harry. Căn phòng rất là bé luôn đấy. Bây giờ thì mình sẽ tiến đến phòng khách. Các bạn có nhớ đây là phân cảnh nào trong phim không? Đây là lúc mà ông bác Dursley cố ngăn chặn Harry nhận được thư của trường Hogwarts. Và cuối cùng thì bà cô Max Dursley bị biến thành khổng lồ. Đây là một cái kết xứng đáng cho người phụ nữ khó ưa. Mình đói bụng quá nhưng mà tìm trong bếp chẳng có cái gì ăn được cả. Trời ơi, cái gia đình này ăn như hạm á. Ăn sạch sành xanh một con gà tây to đùng. Bày ra một đống trên đĩa như thế này khiếp thật. Hôm nay Harry không có nhà nên mình phải đành đi về vậy.